Đây là một cái chậu mà mình rải hạt giống xà lách. Xà lách này được 3 ngày, nó bị lớn rồi nè. Xà lách dễ trồng, mình có đất. Nếu mình muốn cho tốt nữa thì mình bỏ phân hạt. Phân hạt vậy nè, 6 tháng một lần đó. Người ta thường gọi là NPK đó. Mình rải vô. Đây nè, phân của mình nè. Tí xíu nè, nhìn thấy không? Đây nè. Nè, màu vàng vàng nè, nó tròn tròn vậy đó. Mình rải rồi cái mình xới đất rồi cho xốp hết trơn, cái mình xịt nước cho ẩm ẩm, cái bắt đầu mình mới rải hạt giống. Đây nè, hạt giống của mình thu hoạch từ cái đợt trước nè. Khi mà hạt giống mà nó khô á thì mình cắt cắt bông xuống á. Đây mình lấy thử một cái bông rồi mình rải cho coi ha. Khi bông khô á, nó đây nó giống như vậy nè, nó ra nhiều hạt giống nè, nó đen đen. Xong mình rải đó, để nó xong mình tưới nước lên, vậy là thôi đó, được rồi đó. Ban đầu á, khi mình trồng xà lách á, vì ít và mình muốn có hạt giống đó, cho nên thường thường mình ra mình thu hoạch á, mình hay lặt lắm, mình hạt lặt lá vậy nè, chứ mình không có nhổ cái cây, tại mình muốn làm vợ lấy giống. Xong rồi khi cái cây nó cao thật là cao luôn thì nó sẽ bắt đầu có bông, cái bông dày nè. Ở khi cái bông mà nó già đó thì nó sẽ như vậy, nó sẽ bông ra như vậy. Khi bông ra như vậy á thì mình mới nhổ nguyên cây lên, nhổ nguyên cây lên. Cây già thì nhổ nguyên cây lên, nhổ nguyên cây, cắt cái phần bông này lại, vậy là xong. Còn nếu sau này mà mình trồng mà mình thấy mình có nhiều quá mà mình muốn thu hoạch, mình không có làm lấy giống á, thì mình sẽ nhổ từng cây lên vô nhà theo kiểu đó. Còn ngoài vườn của mình nó mình hay lấy lạc hạt giống á, cho nên mình cứ lặt lá không à, lặt 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 hoài hạt giống. Mình nói gì có rõ chưa? Có hướng dẫn như vậy có gì rõ chưa? Tại vì mình thấy cái xà lách nó dễ trồng đó. Lúc trước á, mình cũng lần đầu tiên đi ra ngoài tiệm rồi mua cái hạt giống đó. Thì hạt giống cũng rẻ lắm. Thì mình ra ngoài mình mua, rồi mình coi mình làm mình trồng như vậy đó. Và mình được thấy rất là tốt.